Thế ông chủ xe máy ơi, ông dựng xe ông xem xe không hỏng gì. Ông dựng xe ông lên xem xe hỏng gì, người ta đền cho. Chứ ông là gì ông cứ đòi lấy đưa xe giấy tờ ô tô. Người ta đang đi cấp cứu mẹ mình gần chết kia. Ông cứ chặn cái xe ở đầu, đâu xe ông hỏng gì. Cứ nằm đi ăn vạ. Nào xem nó hỏng cái gì. Bánh nó hỏng đi, xe nó không chạm. Không có bảo gãy cả vành đâu. Đâu gãy vành đâu. Xe tí bao tiền sơn để cái đèn cho. Thế thôi, để cái đi viện. Thôi anh ơi, anh ô tô biển 89 cho ông này 200. Mà ông cậy nhà ông có người làm công an. Công an thì làm sao? Cho nó 2 lít, còn không thì thôi. Người ta đang đi cấp cứu kia mà ông lại cứ ăn nằm ông ăn vạ. Đấy mọi người xem đây, cả mọi người nhìn thì biết. Đây cái xe này bảo thông cảm cho người, xe người ta đang đi cấp cứu chứ có phải là đi ấy đâu. Không hiểu chưa? Người ta nói nặng nói nhẹ rồi, đều là xin rồi. Đã bảo xin ra như thế rồi. Anh nhìn như này, trước khi bị người ta xuống người ta đã xin rồi, chúng tôi thì hàng xóm ở đây thôi. Không sao đâu. Ông cứ bảo ông hỏng xe. Biển 89 là ở đâu? 89 là Hà Nam. Đấy, người ta xa đến mình là người đất Thái Nguyên, mình phải hiếu khách chứ. Đưa 3 lít đi, đi cho anh. Đéo đưa 3 lít, chỉ đưa 2 lít thôi. Còn không có thì ông xe ô tô cứ đi, tôi giữ ông áo đỏ cho ông đéo chặn ở đâu. Anh gọi cá việc gì cả, anh gọi luôn đi ông ra. Nào 2 lít có lấy không? 2 lít thì nhanh. Anh gọi luôn ông đoạn ra. Bỏ khẩu trang xem mặt cái ra nào. Rồi, bỏ khẩu trang xem mặt cái, lần sau gặp ngoài đường tôi mà này. Ông mà va chạm tôi phải đông gấp 10 lần. Xe ông không việc gì nữa, chỉ xước tí thôi. Thôi rồi cho 2 lít thì mình đi. Thôi coi như là vận xui thì cho 200 rồi đi. Người không việc gì cả, nó cứ quay lại cứ đòi. Lại cứ đòi thì mà có khi xe này xe ông đi mượn ấy. Ông cho tôi xem giấy tờ phát thế nào. Thế tại sao ông cứ đòi cho xem giấy tờ xe của cái ông ô tô này? Dạ. Hay là có khi xe ông ăn cắp hay sao? Thế gọi ông ăn gọi đi. Ông mở giấy tờ xem nào. Ông mở giấy tờ xem. Anh cứ để yên đấy, tí nữa ông mở giấy tờ xem. Ông cứ đòi hôm nay ông cứ sang khăng đòi giấy tờ xe của ông ô tô mà. Bất kể ở đâu, càng người ở địa phương khác thì mình lại càng phải hiếu khách, ông hiểu không? Đúng rồi, chuẩn, sai là chuẩn. Nhưng mà khi mà xảy ra tai nạn trên đường ấy thì nó phải đến từ hai phía, chứ không phải đến một phía rồi. Bây giờ là ông đổ hết cho ông ô tô, chấp nhận là đổ hết cho ông ô tô. Nhưng mà vấn đề là xe của ông hỏng cái gì? Trước cái gì? Trước bên này cái gì? Đây đây. Đây đây. Thế bên này tại sao xe ông lại trước này? Thì xe ông nó bản chất từ trước bây giờ nó đã xấu rồi, nó có đẹp ở đâu. Ngay cả con người ông cũng thế. Có đẹp đâu mà ông đòi hoàn mỹ. Ông cứ lợi dụng cơ hội để ông bắt đền người khác. Lúc này thì đưa nhưng bây giờ nó đếch đưa nữa. Cứ để yên, nếu mà anh thích giải quyết thằng ấy thì để yên để. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.